Đây, để xem là những câu hỏi của cái vòng này nó như thế nào. Trời ơi, quá dễ. 2 phút dành cho Buka, nhanh như chớp. Câu đầu tiên, cơm gì không cần nấu vẫn ăn được? Cơm hả? Cơm dừa, cơm sầu riêng. Lên. Ô, hay quá. Cơm dừa là cái cơm ở trong trái dừa đó, cái phần trứng trắng đó chúng ta cạo ra là ăn thôi. Cơm gì có mùi chua mà vẫn ăn được? Cơm gì có mùi chua? Cơm mẻ. Lên. Hay quá. Cơm mẻ chua mình có thể ăn được, mình có thể dùng để nấu mẻ, nhiều mẻ, món à, bò nhúng mẻ đồ. Đúng rồi, đúng rồi. Cơm gì không ăn ở nhà? Cơm không ăn ở nhà. Cơm hàng cháo chợ. Lên. Hay quá. Câu này dễ nè mọi người. Điền các từ còn thiếu vào chỗ trống trong câu thành ngữ sau: chim chấm chấm chấm, cá chấm chấm chấm. Chim xa cá lặn. Lên. Hay quá, câu này cũng biết. Đúng rồi. Một người tên là Tí. Ai tên Tí? Đây. À, ba Tí à? Tí chở trứng đi bán nhưng bị rớt vỏ trứng. Bà con phụ Tí nhặt trứng, hỏi có bao nhiêu quả trứng còn nguyên. Đố chữ. Từ từ nha. Tí chở trứng đi bán, Tán chở trứng đi bí. Đố chữ đúng không? Nhưng bị rớt vỏ trứng. Nhưng bị rớt quả trứng, rớt quả trứng, trứng vỏ chớp. Không được. Bà con phụ Tí nhặt trứng. Bà con bòn cả à, phụ Tí phỉ Tú nhặt trứng nhật trắng à. Nói cái gì vậy? Bà con đang lái từ từ. Bà con. Còn con ba. Bà à? Còn ba. Vì sao? Vì bà con là còn ba. Lên. Hay quá chị ơi. Buka, Buka. Chà, cái câu này là phải là mấy người trên mạng Buka MP3 là ok liền à. Âm nhạc đúng không? MP3. Đố thêm một bài hát. Dạ. Nghề nào mà rapper đen vâu không muốn làm vì anh tự nhận mình làm không tốt? Dễ. Diễn viên tồi. Lên. Hay quá. Đám mây chiều hôm qua không giống đám mây của chiều hôm nay. Thôi đừng hát. Ai đâu muốn nói. Hai chấm xuống dầu. Mình rap một đoạn khác của Đen Vâu đi cho nó mọi người dễ biết đi. Em như con cáo, anh như chùm nho xanh, tim còn trẻ và đẹp nhưng không dành cho anh. Dạ. Yeah. Trời quá dữ rồi. Câu tiếp theo, đố chữ luôn. Trường Giang yêu Nhã Phương đến mức đổ bệnh thì gọi là gì? Đố chữ. Đến mức đổ bệnh. Đổ bệnh à, đến mức đổ bệnh thì gọi là bệnh hoạn hả? Là bà tổ. Hồi nãy phân tích. Trường Giang yêu Nhã Phương. Chốt. Đổ bệnh. Bệnh tình. Lên. Ê cái này dễ nè. Ủa dễ hoài, đừng có dễ, con suy nghĩ lâu lắm. Tật xấu nào mà ba hay mắc phải? Tật xấu nào mà ai? Ba mình hay mắc phải. Ba hay mắc phải là ba tật xấu. Ba. Ba xấu. Hết chưa? Tật xấu mà ba hay mắc phải. Từ đây từ. Là câu đố chữ. Cho con trả lời cái. Rồi trả lời đi. Tật xấu mà ba hay mắc phải. Ba phải. Đúng rồi. Trời ơi. Cái đó con nói là đừng có cho cái tiếng tít 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 đó, nó áp lực lắm. Mỗi lần cái tiếng tít 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 nó không ra là không suy nghĩ ra được gì nữa hết á. Không sao cả. Buka đã mang về 7 đáp án liên tiếp chính xác. Chúc mừng. Đâu trả lời nhiều quá à. Áp lực. Nhưng mà dù gì mình cũng mang về 7 đáp án liên tiếp chính xác. Hồi nãy là Khánh Vân là 8. Trời ơi cũng dữ dữ không ha. Đội mạnh cũng quá à. Học sinh tiên tiến không đó. Dạ. Xém học sinh giỏi. Xém học sinh giỏi rồi đó. Từ hồi nãy giờ là Trương Giang đọc cho đội bên đây nhiều rồi. Bây giờ mời Harry Won đọc cho đội bên đây. Thôi dạ. Đúng rồi. Vâng. Cho nó công bằng chứ. Không mà em có duyên với chị Harry rồi, luôn á. Cứ lên là có tới chị Harry à. Nên chị nhớ nhìn em nha. Chị đừng quay mặt đi giống mua tập trước đâu nha. Nhớ nhìn hẹn chứ. Kính thưa quý vị, Diên Tú Kiệt đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Hãy cho biết tên đầy đủ của Hoa hậu Việt Nam lọt vào top 13 của cuộc thi Hoa hậu Thế giới Miss World 2021. 21 là năm vừa rồi đó. Hoa hậu Việt Nam chứ phải là Hoàng Vũ đúng không? Dạ, Hoa hậu Việt Nam. Chết rồi, cái này là em thua á, em dạ. Không có nhớ tên. Anh thôi, trả lời lại. Trả lời Khánh Phân. Ok, không chính xác.
đáp án là Đỗ Thị Hà. À, không có nhớ tên. Và đây là đố chữ. Trái gì khi ăn vào sẽ hát được những nốt cao? Trái gì khi ăn vào sẽ hát được những nốt cao? Trái gì đã vậy? Này nó giống giống cái đợt trước bộ câu hỏi có cái gì ca-ca-no, ca ơi gì nè đúng không? Mắc ca đỡ phải không? Thì cái này là hát nốt cao là ca cao. Chính xác. Hay quá. Hay quá. Trong chuyện cổ tích Cây Vú Sữa, cậu bé ăn mấy trái vú sữa mới biết mẹ mình đã mất? À, cậu bé ăn mấy trái đúng không? Nhờ em có đọc chuyện này thì em nhớ là hình như là 3 lần rớt cái trái xuống thì ăn 3 trái. Chính xác. Hay quá. Lại là trong chuyện cổ tích đó. Trái vú sữa đầu tiên cậu bé ăn có vị như thế nào? Từ từ để em nhớ nha. Cái trái cuối là ra sữa nè. Sô-cô-la. Cái cuối là trái sữa ra đưa vô mới nhớ biết là mẹ mình mất. Mất cha. Cái trái thứ nhất hả? Cứng chát ta. Cứng hay chát, một trong hai nè. Chát. Chính xác. Hay quá. Mày nó có đồng chuyện rồi hiểu chưa? Và đây là đố chữ. Quả gì không đứng yên? Dạ quả không đứng yên thì chắc là nó phải nhúc nhích nè, lúc lắc. Quả lắc. Chính xác. Hay quá. Hay quá, hay quá, hay quá. Quá đắt được. Hay quá. Chạy chạy của gia đình quá lên luôn. Quá đắt lên lên. Quả lắc nào đứng yên? Hả? Hỏi hết chưa? Chưa hết rồi. À, quả lắc nào mà đứng yên hết? Đúng rồi. À, thì cái quả lắc mà nó không còn hoạt động nữa thì đứng yên là hình như là quả lắc hư. Chính xác. Ủa dễ vậy? Đúng. Dễ vậy? Đúng, đúng không ạ? Đúng. Đó lên lên ơi. Đây là đố chữ. Tại sao những người thông minh thường bật đèn học cả đêm? Dạ. Tại sao những người thông minh thường bật đèn học cả đêm? Đố chữ. Thông minh thường bật đèn học cả đêm. Đúng rồi. Thông minh là sáng dạ. Bật đèn là không có tắt đèn. Ủa? Liên gì kỳ vậy ta? Học cả đêm. Bình tĩnh nha, anh phân tích. Thì từ đầu tiếng bị rối ngang. Hồi nãy phân tích cũng gần đúng rồi hả? Cũng thấy cũng có nhiều cái logic lắm. Từ sáng dạ bật tắt đèn, không tắt đèn. Mình nói là mình ghép chữ đi, ghép mình ghép hết chữ này tới chữ kia đi. Không. Ghép thì nào đúng thì thôi. Nhanh lên, nhanh lên. Nhảy cái này rồi rối. Tắt cái tiếng này đi. Sáng. Rồi. Gì? Sáng tối. Gì? Rỡ ra. Rỡ luôn. Đáp án là gì? Sáng suốt. Đúng, sáng suốt. Cái gì? Sáng suốt. À quên. Cả đêm. Nãy em đang cái gì sáng sủa sủa gì đó. Sáng cả đêm là xuyên từ đêm tới sáng là sáng xuyên suốt đó đúng không? Xuyên suốt. Dạ. Mấy cái câu anh này mình nên ghép từ liên tục vô. Chứ dạ, cái gì? Như vậy là Jin Tuấn Kiệt đã đúng đáp án liên tiếp 5 câu. Hay rồi, đội kia hay quá. 8, 7, 5 quá.